mình với bé xu rồi bé xu đi đi lộn tới dịch các bạn ơi, mà nhà mình có nuôi được 4 con vịt đẻ để dành ăn các bạn. À mình đi lộn đây, đi bé xu. Con vịt kia đâu được vịt. Ờ lộn 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 con, lộn đi. Đây cái con vịt nó đẻ bạn, cái hồi sáng giờ mình chưa lộn các bạn để dành đó. Bé xu lộn chưa ra tên. Đưa đưa cho con chú nhìn coi. Rồi, rồi bỏ vô đây con. Đó, bé xu đi. Con đây các bạn, để được cái mình nuôi được 5 con các bạn, giỏi quá bé chưa, giỏi quá các bạn ơi, chú này ta khỏi lên từ từ quá không đặt té mất các bạn, lên từ từ thôi các bạn thấy không. Rồi, rồi hết rồi các bạn, được 105 con đẻ được 5 trước các bạn. Ờ có anh dây mình. Các bạn ơi. Các bạn cái dây. Chín rồi. À, nước là còn ngập nó chết bớt rồi. Đây cái này coi. Nãy đủ rồi. Rồi, cái về về con. Dạ. Thôi, bây giờ. Giờ thôi giờ về mình làm món gì ăn đi. Dạ. Bé xu đi với bé xu có đủ không? Ba ơi, có một cái chanh nữa kìa ba. Rồi làm ba tháng gì đủ rồi. Bé đi với bé xu đi với xu đang đói bụng không? Mẹ đói. Để vậy giờ về ba làm cho con món ăn nha. Dạ. Đi về con. Dạ thôi. Mới mẹ. Đây. Ba sẽ nướng có ăn kiểu dân dã nha, ba sẽ lấy bụng ba nướng cho tụi con ăn nha. Dạ. Rồi bây giờ tụi con ở đây chờ ba đi lấy bụng nha. Dạ. Hai đứa đây ngồi ăn uống nước nha. Dạ. Dạ. Ăn uống nước một con nguy. Hai con ăn nho đi. Mày cô chú anh chị cùng ăn đi. Lấy lên mà chú anh chị. Con chú chị ăn nha. Mình mời các bạn cùng ăn với bé xu đi các bạn. À đứa đây còn ăn, ba đi lấy bụng ăn. Giờ mình chuẩn bị gì mình đắp mình ăn nè. Đắp con vịt. À, được. Mình nướng 5 quả các bạn, mình nướng
mình còn như nắng chờ các bạn chờ các bạn mình đốt lửa. Bây giờ mình đã nướng xong các bạn ơi. Giờ mình đập ra các bạn ơi. Dạ. Thấy không các bạn, thấy đúng không? Nóng quá các bạn ơi. Nóng nha. Các bạn ơi, xong bể luôn nha. Bây giờ. Nóng quá. Đi đó. Nóng quá. Rồi xong được 5 trứng các bạn ơi. Đã được đúng rồi nha. Đợi quá. Bây giờ nóng. Nóng rồi nha. Rồi rồi bé Thu để ngồi đây ba đập ai xuống bé Thu ơi. Dạ. Dạ. Rồi lại con lấy cái trái chanh với cái muối cho ba coi. Dạ. Cảm ơn. Cảm ơn. Chanh này nó mình hái bỏ nha các bạn. Các bạn ơi, muối thì ăn được đó nha. Thì ba chỉ cho mình ăn. Dạ. Dạ thấy không? Dạ. Này, cho ba nghe. Lấy ba cho thịt cá. Bây giờ mình lấy chanh bỏ vô muối nha. Đổ ly. Rồi nha.
Bạn mình vừa nướng xong các bạn, chín hết rồi các bạn ơi. Làm giờ bé Chu với Chu đi ăn nha. Dạ. Nóng đẹp rồi. Đây là muối thì chanh các bạn, mình có chanh nãy mình thái á. Ngon không? Đó. Nướng ăn rất ngon các bạn. Các bạn thấy không? Nướng rất là ngon. Ngon hơn là luộc. Nó nướng cái mùi vị nó thơm, nó ngon lắm các bạn. Bye.